Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được con cắt sắt của Hitachi nha anh em. Đó. Con cắt sắt Hitachi này lưỡi của nó là lưỡi 355 nha anh em. Đó. Thì em xin đọc cái mã cái thông số máy cho anh em mình nha. Cắt sắt Hitachi mã là CC14SF nha anh em, điện là điện trong volt nha. Con này công suất của nó là 1450W nha. Dòng tua là 3800 dòng trên phút nha anh em. Đó. Lưỡi là lưỡi 305 nha. Đó, ngoại hình của máy là khá là mới luôn nha anh em. Đó, mới là 90% luôn. Đó. Giờ em test máy anh em mình xem ha. Máy đẹp nha anh em. Đó. Máy zin nguyên bản hết nha anh em ơi. Đó, hoạt động là ok nha. Đây. Lưỡi 355. Lưỡi lớn luôn nha. Đó, thì anh em nào quan tâm đến con cắt sắt 355 này liên hệ em nha. Cảm ơn em.